bìa cứng, đó là một chiếc mũ, một chiếc thùng rác, một chiếc hộp bút. Vài sản phẩm thứ hai mà chúng em muốn mang đến cho mọi người đó là các sản phẩm được làm từ cát, chai, nhựa gắn lại với nhau, đó là một chiếc chậu cây, một chiếc đồng hồ cát, một chiếc đồng đèn và một chiếc bình hoa. Đến loại sản phẩm thứ ba mà chúng em muốn mang đến đó là các sản phẩm được tái chế bằng giấy báo, gồm có hai bó hoa, một túi hoa, một chiếc túi được làm từ giấy. Rồi. Ok, thế tổng thể sản phẩm này muốn nói điều gì nhỉ? Rồi, không cần. Theo gì nữa rồi, bây giờ tổng thể cả cái gian hàng muốn nói ý tưởng của mình, thông điệp gì qua cái gian hàng này? Kính thưa các bạn giám khảo, thông qua các sản phẩm tái chế, thông điệp mà chúng em muốn truyền đạt là kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất và cũng chưa bao giờ là quá muộn. Nếu như chúng ta nhận thức kịp thời và hành động ngay, em xin cảm ơn. Rồi, ok, tốt. Chị được lớp 7B, em xin giới thiệu năm món đồ chơi này. Năm chiếc ô tô được làm từ những hoa lắc, chai nhựa, những hộp thuốc bỏ đi và những các rông. Nó có tác dụng để chơi và chiếc bên này thì để tự hút. Còn những món đồ làm bằng lon bia, men sắt thì nó bạn đã làm ra những món đồ dùng để pha trà uống. Món trà này là các bạn lấy ý tưởng từ một con rồi. Ok, cái cảm nhận sau khi làm ra các sản phẩm thì có cảm nhận gì về cái việc sử dụng vật liệu tái chế? Rồi, đang hỏi trả lời đi. Cái ý tưởng mong muốn thì thông điệp gì gửi qua cái việc làm ngày nay? Okay, như vậy toàn trường hãy đồng một tràng vỗ tay thật lớn. Rất câu trả lời rất hay của em ở lớp 7B. Toàn trường đâu tay không? Rồi, đại hơn nữa đi. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô và toàn thể các bạn có mặt trong hội thi ngày hôm nay, em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Hải Linh, đến từ học chi đội lớp 7C. Sau đây, em xin thuyết trình về gian hàng của lớp mình. Gian hàng của lớp em gồm có 10 sản phẩm được làm từ bìa cắt tông và những vật dụng đã qua sử dụng trong gia đình như chai nhựa và những hộp bánh đã bỏ đi. Từ những sản phẩm đó, lớp em đã làm ra những món đồ như kệ đựng sách, kệ đựng bút, thùng rác và vòng hoa trang trí vỏ hoa trong. Rồi, các cô đã hỏi đi. Lọ đựng các vị, đặc biệt là hai sản phẩm được làm từ gang rượu của bố em và thùng rác được làm từ bìa cắt tông. Bài thuyết trình về gia hàng của lớp em đến đây là hết. Thông qua các sản phẩm trên, em thông điệp muốn gửi đến chúng ta là không nên xả rác bừa bãi, vứt rác. Không nên xả rác bừa bãi ra môi trường, sử dụng hợp lý nguyên nhân liệu. Tốt. Nào tất cả các em trong toàn trường, chúng ta nghe thấy bạn Linh ở lớp 7C chương trình không nhỉ? Hãy cảm ơn bạn, một tràng vỗ tay đi. Mặt bàn cái còn nhiều kìa, mặt bàn cái còn nhiều kìa. Đây. Em xin gửi lời chào và lấy được không? Lấy không? Cảm ơn đi. Trường là một trong những vấn đề phức tạp hiện nay, nó đe dọa sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hậu quả con người phải hứng chịu. Cùng những hoạt động do trường trung học cơ sở Đức Cao tổ chức đã chung tay thu gom và phân loại các đồ nhựa để tái chế thành các sản phẩm sáng tạo như những mô hình khác nhau. Những
Bây giờ cái cảm xúc mà khi các em tự tay mình làm ra các cái sản phẩm từ vật liệu tái chế thì nó là cái cảm xúc lớn nhất khi mình làm cái sản phẩm này là thế nào? Em thương này là cảm xúc lớn nhất của bọn em khi làm ra, tự tay làm ra các sản phẩm tái chế này là vui vẻ và đã góp phần bảo vệ được môi trường. Đúng rồi, cảm thấy vui vẻ yêu thiên nhiên hơn đúng không? Rồi, cảm ơn. Rồi, con chào hello, một tràng pháo tay để cảm ơn bạn Trang ở lớp 7D. Cô lưu ý tất cả các em bên dưới sân trường này đến tiết ra mông của lớp mình mà các em không cổ vũ thì bàn chương trình ở trên đây làm sao đạt kết quả cao được. Chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn đi đến với tiết mục của lớp 8A. Chế từ các nguyên liệu như ni lông, chai nhựa, lon bia thay vì vứt rác ra ngoài môi trường làm gây ô nhiễm môi trường thì chúng em đã chế tạo một sản phẩm sau đây. Rồi các cô chai nhựa thì bọn em tham gia phân sứa hoa sen, bọ hoa và phân sứa. Còn bìa thì chúng em làm rác, tủ đựng đồ học tập và thác nước. Rồi, các cái đồ dùng thì thầy cô nhìn hết rồi. Thế trong những sản phẩm mà em tái chế thì em yêu thích cái sản phẩm nào nhất và sản phẩm nào có thể mang đi bán được? Dạ, em thích sản phẩm còn quay mặt trời. Còn quay mặt trời đấy hả? Rồi, thế thì có cái sản phẩm nào mong muốn sẽ sản xuất mà mang để bán hoặc để tặng hay là để áp dụng luôn trong cuộc sống thường ngày không? Cho em là bó hoa, bởi vì làm xong thì bọn em sẽ cũng có thể tặng vào những dịp lễ lớn hoặc là ngày 20 tháng 10. Rồi, tốt. Cái đèn lồng này bây giờ đến tầm trung thu thì em có thể lớp em làm tặng cho nhà trường được không? Dạ được ạ. Rồi, tất cả các em toàn trường nổ một tràng pháo tay thật lớn. Như vậy là hy vọng rằng sau năm các em sẽ tổ chức một buổi trung thu thì lớp 8A sẽ làm sản xuất, sẽ tặng nhà trường một món đồ dùng ngày hôm nay, đó là đèn lồng và chiếc đèn ông sao để rước đèn trung thu. Nào, toàn trường hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn cho cô giáo. Thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, lời đầu tiên cho em xin gửi đến ban giám khảo, quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc cho cuộc thi của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, hiện nay vấn đề môi trường là vấn đề gây nhức nhối của nhiều nước trên thế giới và trong đó có đất nước Việt Nam của chúng ta. Mỗi năm hàng triệu tấn nhựa được sản xuất và chỉ một phần nhỏ được phân hủy hoặc là tái chế theo cách bền vững. Rác thải gây ô nhiễm môi trường, điều này cũng đã ảnh hưởng đến đời sống của con người và các loài động vật. Vì vậy, hiện nay việc tìm ra giải pháp tái chế nhựa là cực kỳ quan trọng và cần thiết. Dùng những chai lọ nhựa, bìa giấy, sau đó tái chế thành những sản phẩm thiết dụng đối với đời sống của con người. Đây cũng chính là một việc làm sáng tạo và đầy ý nghĩa trong công việc giảm thiểu rác thải nhựa. Thay vì bỏ đi những vật liệu không còn sử dụng được nữa thì chúng ta có thể tái chế thành những lọ trồng cây, trồng hoa. Và những sản phẩm này đều có những lợi ích riêng khác nhau. Từ những chiếc chai lọ nhựa bỏ đi và bằng những bàn tay khéo léo của cả nhóm chúng em thì đã sáng tạo ra được một số đồ sản phẩm. Ví dụ như là lọ trồng cây và những món đồ chơi. Và đây chính là hộp đựng bút hoặc là bằng rồi hoặc là những kệ để đựng sách vở. Và cuối cùng là thông điệp mà chúng em muốn gửi gắm qua sản phẩm này đó chính là hãy chung tay bảo vệ môi trường, hãy bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn giám khảo, quý vị đại biểu và các bạn lắng nghe. Xin kính chúc toàn thể các bạn, kính chúc toàn thể các ban giám khảo, thầy cô giáo và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn được sống trong bầu không khí trong lành và môi trường xanh sạch đẹp an toàn. Rồi, xin mời chào các thầy, cảm ơn em thuyết trình ở lớp 8B. Các thầy đầy đủ. Em chưa tắm rồi nhá. Em chưa đây.
tăm xe bây giờ có tăm xe đâu? Tăm xe không có gian hàng à? Thì không có thì không có. Tăm xe gian hàng, tăm xe đâu? Tăm xe không trình bày gian hàng. Sử dụng các con sử dụng các bạn lớp 9A của chúng em đã tạo ra những sử dụng học tập, đồ chơi giải trí và đồ trang trí, đồ làm cảnh và các đồ dùng sinh hoạt. Đồ dùng học tập ở đây là những bộ bút rất xinh xắn được các bạn trang trí với những hình ảnh mới mẻ. Đồ chơi giải trí ở đây là một bộ bàn cờ, một vài chiếc đèn lồng và một bình nước ướp. Đồ làm cảnh là một chậu cây cảnh, một chồng cây hương chai, đồ ăn và một lọ hoa để làm kiếm chai rượu. Một đồ dùng sinh hoạt như ấm và bình nước ướp. Đồ dùng là những chiếc đèn được lập từ bỏ ra. Cô anh chuẩn bị đặt câu hỏi đi. Đó, các em muốn gửi đến thông điệp tái chế và sử dụng. Trên đây là sản phẩm của lớp em. Rất mong các thầy cô tư vấn và thông để sản phẩm của chúng em được đầy đủ và đẹp hơn nữa. Em xin cảm ơn các thầy cô và các bạn đã chuẩn bị lắng nghe. Vui với đời sống chúng ta ngày hôm nay
thế hệ xưa. Thì ở phần này thì lớp em chủ yếu vào thế hệ ngày hôm nay, nên một số những sản phẩm, những cái đồ vật như là tủ, robot. Và đây đang cầm trên tay một chiếc đàn chúng ta làm từ nhiều các thông với những sợi chỉ để làm ra những cái dây đàn. Và ở đây là một chiếc tủ làm với thứ hai cái điều hoặc là một điều với chỉ cần dán keo đơn giản và những cái sự khéo léo của các bạn để thực hiện ra cái sản phẩm này. Và ở đây vẫn còn rất nhiều những cái sản phẩm và em chưa thể kể hết được. Rồi. Ở đây thì để thực hiện một cái sản phẩm hoàn thiện thế này thì cần rất nhiều công sức, nhưng các bạn nhờ cái công sức xây dựng từng cá nhân một của các bạn lớp 9C thì đây đã là một sản phẩm rất là thành công. Có thể với nhiều người thì sản phẩm này vẫn chưa được đẹp, chưa được ưng ý, nhưng đối với tập thể lớp em thì đây là một sự chuẩn bị cực kỳ là thành công và rất chi được vừa lòng với tập thể lớp em rồi. Sau đây em xin kết thúc phần trình bày và qua phần trình bày khán giả và các bạn học sinh đánh giá cao sản phẩm của lớp em. Xin một tràng vỗ tay để cảm ơn những cô của lớp 9C. Cô giáo lưu ý từ trước rồi, hai người thức trình đó ngay để cầu nhé. Chương trình đó em biết là chuẩn bị tốt là các em học sinh lên lưu ý. Được rồi, diễn ra cuộc thi cho nên nhiều các em về đúng vị trí hơn vị của lớp mình, đặc biệt lớp 8A hàng năm lớp 8A để cô giáo cho đúng về vị trí. Quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, xin tự giới thiệu chúng em đến từ chi đội 9A. Lời đầu tiên, cho phép chi đội 9D chúng em xin gửi tới mọi người một lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành nhất. Hưởng ứng hoạt động ngoại khóa kỷ niệm 26 tháng 3, tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường của trường Trung học cơ sở Đỉnh Cao, bên cạnh những bộ trang phục tái chế đầy phong phú và hấp dẫn, thì chi đội 9D chúng em còn đem đến một bộ gian hàng siêu cực phẩm và với nhiều sản phẩm khác nhau, được làm từ ly lông, giấy báo, chai nhựa, rồi bìa cắt tông như là đồng hồ cát, giấy báo, túi bằng giấy báo, túi bằng ly lông và bao. Cái này thì em cắt từ ly lông ra rồi đan vào rồi ghép thành rất là cầu kỳ và tỉ mỉ. Đây là mũ kiện mà vừa rồi bạn Hoa Hậu Nguyễn Thị Thanh Tâm đã đeo. Cái đấy là làm từ ghép CD cùng với đấy là cái gì? Cái này cơ mà, cái nằm thế này. Cái này là con lợn mà. Rồi thế ở trong gian hàng này thì đâu là cái sản phẩm mà lớp tâm đắc nhất và đâu là cái sản phẩm mà có thể sản xuất hàng loạt để đem ra thị trường được? Để nói về sản phẩm tâm đắc nhất thì có lẽ là quý hoa này. Quý hoa này thì được chúng em làm rất là cầu kỳ, tại vì nó là các thứ chai nhựa ra rồi kho đóng cửa lên gắn vào, rồi đây là bình hoa được gắn từ dây đi đâu bọn em vừa giới thiệu là bán tôm. Rồi cái đơn hàng đấy sản xuất hàng loạt làm được đấy hả? Nếu mà sản xuất hàng loạt thì được ạ, nhưng mà thời gian làm thì hơi lâu và có hạn chế là chúng em đang học lớp 9 ấy, nên là chưa có thời gian để làm các lồng như thế mà lớp 6, lớp 7 nên là chúng em xin mời. Xin một tràng vỗ tay.